Oh, Việt. Như là mình đã nãy giờ là mình đã trình bày, em cũng nói cho tôi hiểu và tôi cũng đã nói em hiểu rồi. Thì trên cái vấn đề này á, thì ngoài cái vấn đề mà kinh doanh nhà hàng ra đó, thì ý của tôi á, là muốn đem cái gọi món ăn Yến này, hay là nói gì cái chất lượng của Việt Nam mình để ra gọi là quảng bá cái thương hiệu nước ngoài nữa đó. Thì nếu mà được như vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta nên làm một cái hợp đồng gọi là cho nó có cái sự chặt chẽ, có nghĩa là hai bên đều có trách nhiệm trên vấn đề cung cấp hàng hóa được chất lượng tốt, gọi là mẫu mã y như ban đầu, và giá thành thì nó sẽ biến động theo thời gian, và cuối cùng cái điều quan trọng nhất là chữ tín đó. Thì nếu mà được như vậy thì một lần nữa thì cảm ơn em đã gọi là hợp tác, chúng ta chúc chúng ta gọi là hợp tác thành công vui vẻ Cảm ơn chú về trên con vấn chúc. đề món yến của cơ sở Bảo Ngọc, đúng không? Ok. Con chúc chú gọi là có mở nhà hàng sẽ thành công, và chú cháu mình còn cảm ơn chú là chú đã tin tưởng đến sản phẩm bên con. Cảm ơn chú nha. Rồi.